Chào bạn, bây giờ là 3 giờ sáng của ngày 28 Tết và lúc 6 giờ thì mình phải có mặt ở bên nhà chị để cùng anh chị đi về quê. So với mọi người thì mình về quê cũng không quá muộn mà cũng không quá sớm, nhưng mà mình cũng không đủ thời gian để làm cái video mà mình rất là thích, đó chính là video chuẩn bị đồ để về ăn Tết. Chính vì là mình mới được nghỉ làm lúc chiều nay thì cho nên là bây giờ mình chỉ có đúng mấy tiếng để pack đồ và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhá. Ở đây mình có một chiếc vali size 24, khá là to. Cái vali là vali có thể ký gửi. Mình về ăn Tết là từ ngày mai cho đến ngày mùng 6 Tết, nghĩa chỉ là mình có tại 9 ngày để ăn Tết. Và mình mang cái vali này thì mình thấy hơi to, nhưng mà mình về nhà quê mình sẽ lấy một bộ vest. Nếu mà mọi người thử thức ăn hay là quà bánh gì ra thì có thể bỏ vừa cái vali mình luôn. Bây giờ cùng bắt đầu nhá. Mình sẽ soạn nhanh. Đầu tiên là quần thì đây là những cái quần mà mình hay mặc. Năm nay mình không có mua thêm cái quần nào cả. Thì đây là một chiếc quần màu đen, nó hợp với tất cả mọi đồ của mình. Rồi một chiếc quần thể thao mặc ở nhà đi đâu cũng được. Một chiếc quần jean, thì đây là một chiếc quần jean original của Topman. Đây, chiếc quần jean original tức là cái dáng mà dáng quần jean ngày xưa. Và một chiếc quần sọc sọc, mình thích quần sọc, mình cũng đang mặc một chiếc quần sọc. Cái quần sọc mình mặc quá là nhiều lần rồi. Theo là áo sơ mi, một cái màu hồng, một cái màu xanh. Hai cái này nên mang thế nào về nhỉ? Lúc nào mình mang đồ mình đều mang thừa hết. Lần này mang đủ đồ rồi, mặc hết tất cả các đồ trong vali chứ không có mang thừa mà cũng không có mang thiếu. Chắc là mình sẽ chỉ mang cái áo hồng hồng này về thôi, tại vì Tết mà. Tết thì mọi người sẽ thích những cái màu tươi sáng đỏ đỏ hồng hồng hơn là cái màu xanh xanh này. Xanh xanh này hợp mùa hè hơn. Sự ra mình chỉ có mấy tiếng thôi cho nên là mình không thể gấp cho thật gọn được, không cứ vứt đại thôi. Ở phone thì nghe bảo là thời tiết miền Bắc Tết sẽ chỉ là ấm ấm thôi, thế cho nên mình chỉ cần mặc một cái áo phông ở trong và một cái áo khoác ở ngoài. Vào H&M để mua hai chiếc áo màu trắng, trắng tinh luôn, để mặc ở bên trong. Chiếc này là trắng trơn này, chiếc này là trắng mà có hình. Đây các bạn có thấy không? Có sáng quá không? Đây, đằng sau có hình. Thì thực ra mình có nói với mọi người là mình sẽ ít mua quần áo hơn. Tuy nhiên thì có những cái loại quần áo mà basic mà mình mặc hàng ngày và mình mặc quá nhiều, như là những chiếc áo trắng sẽ phải thay thường xuyên hơn, khoảng vài tháng sẽ phải thay một lần, nếu không nó sẽ cháo lòng như thế này. Đây, đây là mới và cũ, các bạn có thể tự so sánh. Cái áo này thì mình sẽ không mặc vào được Tết nữa, mình để dành mặc ở nhà thôi. Rồi mình sẽ chuyển sang phần mình yêu thích đi. Hoodie! Có mấy cái áo hoodie màu đen. Riêng cái áo này mình luôn để dành cho những dịp Tết, tại vì nó có chữ celebrate, ăn mừng, chào mừng. Và một chiếc áo màu hồng nữa. Mình không chắc là mình sẽ mặc cái áo này, nhưng mà cái áo hồng này nếu các bạn biết thì đây là áo team của tụi mình. May có một chiếc, chị Yến có một chiếc, Hạnh có một chiếc. Mỏi chân quá rồi. Tiếp theo là áo khoác. Chắc chắn là cái áo mà mình khoe ở trên video. Lúc mình mua mình cũng nhắm nhắm là sẽ mặc Tết là chính rồi, tại vì nó rất là dài, nó rất là dress up và nó rất là lồng lộn. Sự phân vân với cái áo này khá ngắn, các bạn có thấy không? Nó ngắn so với chiều cao của mình, nhưng mà nó sẽ lay ở rất là đẹp. Một cái áo bông, một cái áo nỉ, sau rồi mặc thêm cái áo này nữa, nó sẽ được 3 lớp layer. Còn nếu mà ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đánh bài các thứ, chỉ mặc cái áo khoác mỏng như này thôi. Đấy là quần áo là xong hết rồi. Thì ngoài ra sẽ còn giày. Kể từ cái đôi giày mình khoe với các bạn thì mình đã có thêm hai đôi giày mới nữa rồi. Cuộc đời đưa đẩy. Một là sale, hai là có người tặng đồ. Như mình có hai đôi giày mới, và hai đôi giày mới này đều có một điểm chung, đó chính là cam lè luôn. Đôi đầu tiên là một đôi Reebok. Đây các bạn có thấy không, nó là giày trắng nhưng mà thực ra nó cam lè luôn các bạn. Đường trong đế cam nhá. Ở đây có cái tab cũng là màu cam. Đây là một đôi giày rất là hay. Lúc nào mà có cơ hội thì mình sẽ nói thêm về cái đôi giày này. Đây là đôi giày của Reebok và cái dáng của nó thì đang giống cái đôi giày mình thích của Adidas là Continental 80. Theo là đôi giày Adidas cũng là giày cam lè luôn và nó còn phản quang nữa. Thì như mình chia sẻ, mình chưa bao giờ có vận may để có được một đôi giày Adidas cho riêng mình, và đây là cơ hội mình muốn thử lại xem mình có thật sự có duyên với Adidas hay không. Đấy là quần áo và giày dép của mình, và mình cũng rất thích mua quà Tết cho mọi người, kiểu mình mua quà Tết về nhá, sau rồi
lúc mà tiếp khách sau bố mẹ sẽ bảo là ui ăn cái này đi, cháu nó đi xa nó mua về đấy rồi các thứ, bố mẹ cũng rất là thích và mình cũng khi mà được khoe cũng rất là thích. Mình mua cho mẹ cái này là viên sữa ong chúa của nhãn hàng Healthy Care, mọi người recommend rất nhiều. Thì là mẹ thì nên uống sữa ong chúa để mà tăng cường nội tiết tố nữ, rồi đẹp da, mượt tóc, rồi ăn được, ngủ được, nói chung là trẻ lâu. Còn bố mình thì là mình mua cho bố cái này. Bố mình thì hay thức khuya để xem bóng đá, cũng như là tuổi cao rồi thì khó ngủ, thì mình mua cho bố cái này gọi là Blackmore, là Memory Support. Thì đây là cái bổ não á, bổ não tốt cho trí nhớ, bổ não. Còn đây là quà cho em gái mình, packaging của Ly Be hay Ly Bé hay là cái gì đấy. Cái đây là cái brand mà các teen girl, các bạn nữ cũng rất là hay thích. Không phải mình chọn cho em mình đâu, mình không khéo đến mức là có thể chọn được quần áo cho em gái mà. Cái này là em gái mình đặt mua, sau đó thì mình chỉ là pick up và mình sẽ mang về cho em gái mình thôi. Tất nhiên là mình trả tiền coi như là quà Tết. Còn cuối cùng thì là đây là một hộp mơ sấy để tiếp khách của chị bạn mình bán, và mình âm thầm ủng hộ. Nếu mà chị bạn có xem được thì hãy comment. Đây chính là mơ sấy. Thì mơ sấy thì không có gì đặc biệt, nhưng mà mơ sấy của chị bạn mình theo như chị ý nói thì là đây là mơ sấy nguyên quả, không hạt, không tẩm đường. Mình ăn rồi mình thấy là cái vị nó hơi chua chua nhẹ nhẹ, ngọt nhẹ nhẹ và hơi nhạt nhạt so với những cái ô mai như cái hồng lam hay là mua ở hàng đường thì nó ít ngọt hơn nhiều. Nhưng tuy nhiên thì mình vẫn thấy hơi ngọt ngọt, không biết là ít đường hay là không đường, hay là bản thân quả mơ nó cũng đã ngọt rồi. Cái hộp nó cũng đẹp ấy, mở ra có thể tiếp khách được luôn. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu đây là cái túi đựng đồ dao cạo râu, bàn chải đánh răng, đồ skin care các thứ, một ít bao lì xì. Bao lì xì này rất là đặc biệt nha, các bạn biết gì không? Đây là bao lì xì của thương hiệu kênh 14 chỗ mình làm, rất là đáng tự hào. Thì mình luôn có một chiếc gối ngủ trên xe. Mình không biết làm nào để có thể quay được cả đồ và người, nên là mình phải cúi từ nãy giờ và rất là mệt, rất là đau lưng. Rồi, video của mình đấy là kết thúc, và hy vọng là cái video này có thể lên được trước Tết. Mà nếu mà kể ra còn lên sau Tết, hãy vẫn xem, hãy vẫn like và hãy vẫn share, hãy vẫn subscribe kênh YouTube của mình, cũng như là ủng hộ cái video này, hãy bỏ qua cho mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.